chia sẻ xuống sớm. Dạ, Đức Phật Trì Ân Sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Dạ, con kính nhân Minh Đánh Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính kính lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được nhiều là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến trường tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi do ở trên chánh điện chúng tôi tụng kinh Hoan Hỷ quá, tụng lớn quá nhanh quá, thành ra khi mà đi xuống tới đây thì nó hơi mệt, có nghĩa là mình dùng tập trung năng lực nhiều quá. Tại vì chúng tôi ngày mai này thì chúng tôi phải khởi công để mà xây dựng cái nơi quảng sanh đường, có nghĩa là ở chùa những cái cốt, những cái hũ cốt để nơi này nơi kia nó khắp nơi. Thành ra chúng tôi quyết định ngày mai chúng tôi sẽ xây một cái nhà thờ cốt, thì ở trên cũng là xây để thờ Phật hoặc là xá lợi của Đức Phật, rồi phía giữa thì sẽ thờ những cái vị tu sĩ, có nghĩa là những cái người tu mà mất thờ ở cái gian chính giữa, ở chính giữa, và ở bên một bên thì là bên các vị cư sĩ, những người cư sĩ thiện nam, một bên là cư sĩ tín nữ. Thành ra lúc nãy chúng tôi bố cáo để cho các vị chư thiên và ở sát bên phòng của sư là phía sau của chánh điện sư xây sát bên luôn. Tại vì nó có một cái điều là như vậy quý vị, có nghĩa là ở cái phía bên ngay chỗ chúng tôi ở đó, thì ở bên một cái bên con rạch đó, là những cái dân ở bên đó nhiều. Mà quý vị biết rằng khi mà chùa mình đó, mình đi qua đi lại đó, cái người dân ở bên rạch đó, bên đối diện ở đó, thì người ta phơ đồ, rồi nhiều khi người ta đứng người ta tiểu, người ta đứng và tiểu, nó quay qua phía bên chùa. Rồi có nhiều khi mình đứng mình nhìn mình thấy nó rất là phản cảm, rồi gà vịt nó chạy lung tung hết. Thành ra chúng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều quý vị, ở trong cái mùa dịch này thì kinh tế nó khó khăn, rồi nếu mà mình xây dựng thì nó cũng khó, rất là khó, không có ai hỗ trợ. Chúng tôi suy nghĩ cũng rất là lâu rồi, rồi hôm nay thì gặp cái nhóm thợ ở Khmer, cái nhóm thợ này người ta chuyên làm chùa, người ta cũng thất nghiệp, thành ra cũng có cái duyên, người ta làm ở bên chùa Quảng Nghiêm xong rồi bây giờ người ta thất nghiệp, thành ra người ta báo với chúng tôi, thì chúng tôi suy nghĩ đắn đo kỹ. Thứ nhất là nơi đó nó bị nhà dân người ta sinh hoạt, mà phía sau nhà của người ta nó chĩa qua ở bên chùa, cái điều đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là các cái hương linh thắp cốt ở trong chùa hồi trước giờ không có chỗ, thành ra chúng tôi xây được chỗ nào chúng tôi để chỗ đó thôi. Đó, thành ra bây giờ phải tập trung lại một chỗ cho nó đàng hoàng. Thành ra chúng tôi quyết định chúng tôi xây. Chúng tôi cũng nói lên cái điều này do lúc nãy chúng tôi tụng kinh Bồ Tát, tâm mình hoan hỷ quá,
thành ra mình tập trung quá, thành ra bây giờ xuống giống như là nó hết hơi. Thành ra chúng tôi mới chia sẻ quý vị tí xíu để lấy lại để lấy lại sức, và cũng nói đến cho quý vị biết để những ai ở trong tháng 7 này, quý vị có phát tâm mà cúng dường, mà quý vị không có đi được ở trong cái mùa dịch này đó, thì nếu mà quý vị có phát tâm thì quý vị hùng phước với chúng tôi để xây cái vãng sanh đường. Thì ở trên là mình thờ Xá Lợi Phật, rồi ở dưới là Chư Tăng, các vị sư đã viên tịch, rồi hai bên thì là sẽ là thiện nam tín nữ, mình có cái chỗ tập trung lại đàng hoàng. Thật ra đó thì cái gì chúng tôi cũng muốn làm hết, chuyện gì mình cũng muốn làm, sửa sang chùa lại cho nó có cái khuôn viên cho nó gọn gàng, thì chúng tôi cũng đều muốn làm hết quý vị. Nhưng mà trong tay của chúng tôi thì chưa có nắm một cái kinh phí gì hết. Thành ra bây giờ thì chúng tôi sẽ chụp hình lên, là chúng tôi để bảng ở trong chùa, để mỗi ngày Phật tử người ta đi đến người ta cúng, thì người ta ai có phát tâm thì người ta sẽ cúng vào đó để chúng tôi xây dựng. Chứ bây giờ mình chần chừ, mình đợi khi nào có một thí chủ nào đó người ta cúng dường vô để mà mình xây, thì chắc chúng tôi nghĩ đợi chắc nó lâu lắm. Thôi kệ, cứ rỉ rả thì chúng tôi cũng thử coi cái phước của mình. Cái phước của mình từ lúc mà khởi công thì mình chưa có, nói chung là chưa có cái kinh phí, cứ xây như vậy đó, từ từ phát sanh tới đâu xây tới đó, thử coi thử coi cái phước của mình như thế nào. Vậy thì chúng tôi chia sẻ đến quý vị để cho quý vị nào có phát tâm mà mình hùng phước thì quý vị cứ gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xây dựng cho nó có cái chỗ trang nghiêm, cũng xa thú Phật tử Nhật Quỳnh mở hàng, đã bị em của chúng tôi là đã xin cúng dường 100 đô xa thú Phật tử Nhật Quỳnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Trước khi bắt đầu vào bài học về hơi thở, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang vavantang apivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassana thang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha bhannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Buddha Giá. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về niệm đối với hơi thở. Ở trong cái phần niệm thân mà chúng ta học cái phần đầu tiên là niệm đối với hơi thở, thì những bữa trước, những kỳ trước thì chúng tôi đã trình bày đến quý vị đối với cái cơ tánh chúng ta tu tập thì chúng ta phải biết mình thuộc về cái tánh nào. Thí dụ như quý vị mà thuộc về cái tánh mà học chậm, mà thuộc tánh tham, trong tánh tham thì mình có học chậm mà học nhanh. Hãy ai mà học chậm mà thuộc về tánh tham thì chúng ta sẽ tu tập đề mục niệm thân. Những ai mà học nhanh thuộc tánh tham thì chúng ta tu tập đề mục niệm thọ. Còn những ai mà học chậm mà tánh tà kiến
thì chúng ta niệm tâm, chúng ta tu tập về cái đề mục niệm tâm. Còn ai mà học nhanh mà tánh tà kiến thì chúng ta tu tập đề mục niệm pháp. Đó, thì các vị trưởng lão đó đã phân cho chúng ta biết, đã phân cho chúng ta biết mình thuộc cái cơ tánh nào, mình thuộc cái tánh nào, thì mình chọn cái đề mục đó thích hợp để mà mình tu tập. Rồi chúng tôi đã trình bày đến quý vị là thứ nhất là cái hơi thở dài, hơi thở ngắn mình biết rõ. Toàn hơi thở có nghĩa là hơi thở vô, hơi thở ra mình biết rõ. Rồi cái hơi thở của mình nó được an tịnh, có nghĩa là an tịnh thân hành, ta sẽ thở vô, an tịnh thân hành ta sẽ thở ra. Đó có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái hơi thở của mình, cái hơi thở của mình là nó không có bị thô tháo, nó không có bị thô tháo mà nó im ả, nó trơn tru. Thì cái điều này đó, khi mà quý vị nghe rồi đó, thì chúng ta phải tập, chúng ta phải tu tập, thì chúng ta mới nhận định được cái hơi thở của mình là nó có im ả, nó có trơn tru, hoặc là nó có yên lặng hay không. Là do mình, do chúng ta phải, chúng ta phải phải tu tập, thì lúc đó, chúng ta mới nhận định ra được. Rồi ở đây đó, an tịnh thân hành còn có một cái điều mà chúng ta phải nên chúng ta ghi nhớ. Có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập hơi thở mà chúng ta có an tịnh không? Chúng ta có an tịnh, cái thân hành ở đây đó là nói về cái hơi thở. Thì cái hơi thở của chúng ta hễ mà nó an tịnh đó, thì thân của chúng ta nó không có lắc qua bên này, nó không có lắc qua bên kia. Nếu mà chúng ta an tịnh thân hành thì cái thân của chúng ta đó nó không có chúi về phía trước, hoặc là nó không có bị bật về phía sau. Quý vị thấy rằng có những người người ta ngồi hành thiền là có lúc thì cái đầu của người ta nó gục gục tới đằng trước, có lúc thì cái đầu của người ta nó sẽ giật giật ra ngoài sau. Đó, thì tại sao mà bị như vậy quý vị? Có nghĩa là cái đề mục mình tu mình không có theo được cái đề mục, mà lúc đó đó trong cái sự cái hơi thở của chúng ta đó nó bị thí dụ như là nó bị nó hỗn hển, hoặc là nó sẽ bị một cái chướng ngại, thành ra đó chúng ta mới bị lắc người qua lắc người lại, hoặc là chúng ta bị gục tới đằng trước, hoặc là chúng ta bị đưa ra ngoài sau. Đó, thì như vậy là mình không có an tịnh được thân hành. Hoặc là chúng ta thấy rằng cái sự rung rẩy, cái sự rung động ở trong người của chúng ta, thân tâm của chúng ta nó không có yên tịnh, thân tâm của chúng ta không có yên tịnh, thì lúc đó chúng ta phải làm sao quý vị? Lúc đó chúng ta phải làm sao? Thì lúc đó chúng ta phải chú tâm vào hơi thở. Chúng ta chú tâm vào hơi thở, chúng ta sẽ để ý, có nghĩa là mình đặt niệm, mình đặt niệm sát vào ở trong hơi thở, và mình làm cho cái hơi thở của mình nhẹ lại, có nghĩa là, nhưng mà không phải là mình điều khiển hơi thở, mà có nghĩa là lúc đó đó chúng ta thấy rằng là coi như là tâm của mình, mình coi là mình có bị hối hả một cái chuyện gì, mình có bị chi phối một cái chuyện gì hay không. Lúc đó mình, nếu mà mình biết, thí dụ như là mình hồi nãy mình vào mình tu tập thì mình thấy rằng là mình có cái công việc một chút nữa mình phải làm, thành ra bây giờ mình bị chi phối, thì lúc đó chúng ta phải dọn dẹp ở trong tâm của chúng ta, chúng ta có cái sự sắp xếp rằng là sau thời thiền tập thì công việc đó sẽ được bắt đầu, còn bây giờ ở trong cái thời thiền tập thì chúng ta không để cái chuyện đó nó chi phối nữa. Đó, vậy thì khi mà chúng ta sắp xếp ở trong tâm của mình rồi, lúc đó mình quay lại cái đề mục hơi thở, thì lúc đó chúng ta tu tập tiếp tục. Nhờ như vậy đó mà chúng ta mới làm lắng động, chúng ta mới làm nó yên lặng về cái thân của chúng ta trở lại. Đó, vậy thì ở trong khi mà chúng ta chú tâm
theo dõi hơi thở như vậy. Hơi thở vô chúng ta biết rõ, hơi thở ra chúng ta biết rõ, hơi thở dài, hơi thở ngắn, vô nó dài chúng ta biết rõ, ra nó dài chúng ta biết rõ, hoặc là hơi thở vô nó ngắn mà hơi thở ra nó dài chúng ta biết rõ đó. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ kết hợp, chúng ta sẽ kết hợp lại, chúng ta biết rõ cái hơi thở vô, hơi thở ra, chúng ta biết rõ cái hơi thở dài hay là cái hơi thở ngắn, chúng ta biết rõ về cái sự an tịnh thân hành của chúng ta. Có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi, chúng ta tu tập, cái hơi thở của chúng ta nó có được an tịnh, nó có được trơn tru không, thì những cái điều này đó là chúng ta đều biết rõ hết, chúng ta đều ghi nhận rõ về cái hơi thở. Thì ở trong giải của bài Kinh Đại Niệm Xứ nói rằng là khi mà chúng ta tu tập như vậy rồi đó, là chúng ta phải có cái sự mà quyết tâm, chúng ta phải có cái sự quyết tâm, rồi chúng ta phải có cái sự tinh tấn, chúng ta tu tập hàng ngày, rồi khi đó đó, quý vị biết đó, là coi như là các vị thiền sư mới dạy cho chúng ta, lúc đó chúng ta cũng phải cần đến cái gì quý vị? Chúng ta cũng phải cần ít nói, chúng ta cũng phải cần thu thúc lục căn, có nghĩa là mình không có để cho tâm tư của mình tiếp xúc với cảnh nhiều quá. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi đứng nằm ngồi, hoặc là chúng ta sinh hoạt ở trong ngày, thì cái chuyện gì chúng ta cần làm thì chúng ta sẽ làm, cái chuyện gì chúng ta cần nói thì chúng ta sẽ nói, còn cái chuyện gì mà nó không cần thì chúng ta không nói, cái chuyện nào nó cần suy tư, nó cần suy nghĩ thì chúng ta sẽ suy tư, chúng ta sẽ suy nghĩ. Còn nếu mà những cái chuyện mà nó không cần thiết thì lúc đó đó chúng ta đình chỉ tư duy, có nghĩa là lúc đó mình thôi, mình không có suy nghĩ nữa, mà mình chú tâm vào cái đề mục mà mình tu tập. Thì các ngài đó mới dạy cho các vị mà hành giả tu tập về cái đề mục hơi thở này đó. Khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta tu tập như vậy đó, thì lâu ngày, có nghĩa là chúng ta có cái sự tinh tấn, chúng ta tu tập lâu ngày như vậy đó, thì coi như là nó sẽ có ánh sáng phát sanh, nó sẽ có ánh sáng phát sanh, hoặc là nó cái ánh sáng nó phát sanh, hoặc là nó sẽ có cái tướng của hơi thở quý vị, cái tướng của hơi thở, cái điều đó nó, các ngài nói rằng á, nếu mà chúng ta có cái sự tu tập như vậy, chắc chắn là một thời gian thì coi như là ánh sáng hoặc là cái tướng của hơi thở, có nghĩa là cái nimitta đó của hơi thở, nó sẽ phát sanh đến những người mà tu tập như vậy. Thì quý vị, nhưng mà chúng tôi nói là quý vị nhớ là các ngài đều dạy chúng ta là nếu mà mình cảm thấy ở trong ngài mà mình có cái sự cũng như là mình không có mà mình về cái giới của mình đó, về cái điều học của mình đó, mình cảm thấy là mình không có ổn, thì chúng ta nên là coi như là chúng ta phát nguyện quy y Tam Bảo, rồi chúng ta phát nguyện chúng ta giữ giới trở lại, mình thọ trì ngũ giới hoặc là Bát Quan Trai giới đó. Còn đối với những vị tu sĩ thì các ngài dạy rằng là các vị tu sĩ là sẽ sám hối, sẽ tụng, có nghĩa là sẽ quán tưởng, thường thường mình nghe nói rằng là tụng tụng kinh, nhưng mà thật sự ra đó, ở các vị tu sĩ, các vị tỳ khu có những cái bài kinh để mà quán tưởng, thì nhiều khi người ta tưởng là tụng kinh, nhưng mà thật sự ra không phải, quý vị. Tự cái vị tỳ kheo đó sẽ ngồi ở một cái chỗ nào đó, sẽ quán tưởng về vật thực, về y phục, về chỗ trú ngụ, rồi về những cái yếu nhu yếu phẩm, những cái nhu yếu phẩm đó, để chi?
để ngăn ngừa những cái cảm thọ, để đoạn trừ những cái cảm thọ cũ và ngăn ngừa những cái cảm thọ mới đó, để gìn giữ cái thân này để mà tu tập, tiếp tục tu tập cái đời sống phạm hạnh đó. Thì nói chung là chung quy cái vị tỳ kheo đó có cái sự mà quán tưởng về thanh tịnh giới của mình. Rồi cái vị tỳ kheo đó nếu mà cảm thấy mình hơi nghi ngờ, hơi nghi ngờ một cái điều gì đó, thì cái vị tỳ kheo đó là sẽ sám hối. Thì cái cách này á, là những cái vị nào mà là tỳ kheo tu tập thì cái vị đó sẽ biết đó. Thì nếu mà quý vị mà có giới rồi, quý vị tinh tấn, quý vị tu tập đúng theo cái cách này, tu tập đúng theo về cái niệm hơi thở này, và quý vị có cái sự mà ghi nhận rõ cái hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở dài, hơi thở ngắn, mình ghi nhận là có nghĩa là mình biết rõ quý vị, chứ không phải là mình ngồi ở đó để mà mình nặng ra. Có nghĩa là có nhiều người người ta không có hiểu, người ta ngồi người ta điều khiển, người ta ngồi người ta điều khiển cái hơi thở. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng một người khi mà chúng ta tu tập về cái đề mục hơi thở đó, nó không phải dễ. Chúng ta phải trải qua nhiều cái giai đoạn. Có những người người ta phải tu tập về điếm hơi thở, về điếm hơi thở có nghĩa là hơi thở vô, hơi thở ra, người ta điếm một, hơi thở vô, hơi thở ra, người ta điếm hai, như vậy đó cho đến năm, cho đến năm rồi người ta mới làm lại, hơi thở vô, hơi thở ra, người ta điếm một, rồi cho đến sáu, rồi cho đến bảy, cho đến tám, cho đến chín đó. Rồi lâu ngày, lâu ngày cái tâm của người ta đã quen, đã quen ở trong cái cách điếm đó rồi, có nghĩa là cái tâm của mình á lúc đó nó không có bị chi phối, chi phối bởi những cái cảnh ở bên ngoài nữa. Thì cái vị đó sẽ tu tập cái hơi thở không cần điếm. Có nghĩa là hơi thở vô, hơi thở ra, cái vị đó biết ghi nhận. Hơi thở vô, hơi thở ra, cái vị đó biết ghi nhận. Hơi thở vô, hơi thở ra, nó cái vị đó biết ghi nhận. Thì lâu ngày chúng ta tu tập như vậy, chúng ta tập trung, chúng ta sẽ biết được cái cảm, cái hơi thở mình nó khi mà vô hơi thở, khi mà hơi thở vô, hơi thở ra, thì cái cảm giác ở trong thân mình như thế nào. Ở trong thân mình có nghĩa là không phải là những cái cảm giác mát lạnh được nha quý vị. Có nhiều người á, người ta nghĩ rằng là nó có cái gì nó bừng 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 ở trong người, hoặc là cái gì nó mát lạnh á. Không phải, cái ở trong cái lúc này đó là chúng ta, cái cảm giác của chúng ta là chúng ta ghi nhận coi cái hơi thở của chúng ta nó có bị, nó có được trơn tru không, nó có được mà nó được thông thả không đó, nó được nhu nhuyễn, nó được mềm mại không đó. Thì chúng ta ghi nhận là chúng ta ghi nhận cái cảm giác đó, chúng ta ghi nhận là cái hơi thở vô và ở ra của mình nó được trơn tru, nó được trơn tru, thì gọi là cảm giác toàn thân ta thở vô, cảm giác toàn thân ta thở ra đó. Thì khi đó chúng ta chú tâm, chúng ta tu tập, chúng ta tu tập như vậy một thời gian. Chúng tôi nhớ vị trưởng lão ngài ba ốc ngài nói nếu mà mình tu tập theo cái cách này mà giới của mình nó trong sạch, mà đúng theo cái cách tu tập này, thì có vài ngày, vài ngày là cái người đó người ta sẽ có ấn chứng, vài ngày thôi người ta sẽ có cái ấn chứng. Thì quý vị thấy rằng ngài giải thích rất là kỹ, ngài nói cái người mà tu tập như vậy đó một cách liên tục, một cách tinh tấn, một cách liên tục thì là coi như là sẽ có cái ấn chứng nó phát sanh. Mà chúng ta nhớ nha, hãy mà mình tu tập cái đề mục hơi thở thì ấn chứng nó phải sẽ phát sanh ở đâu? Nó sẽ phát sanh ở cái hơi thở, mà cái hơi thở ở ngay chỗ nào? Chỗ hơi thở vô, hơi thở ra. Vậy thì có nghĩa là ở ngay chỗ cái mũi mình, ở trong cái lỗ mũi, ở ngay chỗ cái mũi mình nha quý vị. Có nhiều người người ta nói, người ta kể với chúng tôi là người ta tu tập, người ta phát sanh ánh sáng rồi. Hỏi tu gì? Tu hơi thở. Phát sanh ánh sáng đâu? Phát sanh ánh sáng ở giữa tâm tinh.
ở giữa tâm tinh có nghĩa là ở giữa hai cái chặng mài, quý vị. Đó, chúng tôi nói chật lắc, chật lắc rồi tự nhiên mình tu tập cái đề mục hơi thở thì nó phải phát sanh ánh sáng, hoặc là nó cái ấn tướng gì đó mình không biết, nhưng mà nó phải, mình tu ở đâu thì nó phát sanh ở đó. Mình tu cái đề mục hơi thở mà sao mà nó phát sanh ở đâu, ở trên cái trán mình được. Thì cái điều đó là quý vị biết rằng là thật sự ra đó, có nhiều người đó là người ta bị cái tưởng nó chi phối, chứ không phải là người ta nói dối. Vì mình bị cái tưởng nó chi phối. Có nhiều khi mình ngồi mình nhắm mắt lại đó, mình thấy rằng là xung quanh mình nó sáng kia vân vân, thì thật sự ra là do cái tưởng của mình nó mạnh quá. Chắc mình luyện phiên tào nhiều quá, mình luyện ba cái phiên ngày xưa đủ nhiều quá, thành ra nhiều khi mình nhắm mắt lại thì mình tưởng tượng là mình là giống như là đang phát hào quang vậy đó, nhưng mà thật sự ra thì không phải đó. Thì các vị trưởng lão á, các vị mới giải thích là cái ánh sáng nó phát sanh á, là một cái chuyện đó, là một cái chuyện bình thường thôi, tại sao vậy quý vị? Ở trong cái hơi thở của chúng ta đó, ở trong cái hơi thở của chúng ta nó có cái gì quý vị? Nó có tám sắc bất ly. Ở trong hơi thở của chúng ta, ở trong cái sự tu tập đó, ở trong cái hơi thở của chúng ta đó, là quý vị phải hiểu rằng là nó có tám sắc bất ly. Quý vị nhớ tám sắc bất ly không? Đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, và cái gì nữa quý vị? Dưỡng tố, dưỡng tố. Đó, thì quý vị thấy rằng cái sắc cảnh sắc là màu, sắc cảnh sắc là màu. Đó, rồi cái chất lửa, cái chất lửa. Đó, thì khi mà cái tâm của chúng ta đó, nó an tịnh, cái tâm của chúng ta an tịnh là tự nhiên những cái sắc này nó sẽ phát sanh, những cái sắc này nó sẽ phát sanh lên, nó sẽ phát sanh quý vị. Thành ra quý vị nhớ ở trong Tăng Chi đó, Đức Phật nói rằng là cái tâm này là thật sự ra là nó sáng chói. Cái tâm này nó thật sự ra là nó sáng chói, là có nghĩa là ở trong cái tâm phá quan ngã của mình là coi như là nó có cái sự sáng chói. Sáng chói thì do nếu mà tâm của mình mà nó được thanh tịnh, nó được định tĩnh thì mình sẽ thấy những cái điều này. Đó, thì chúng tôi muốn nói ra cái điều này là để chi quý vị? Để cho chúng ta những cái người mà tu tập mà phát sanh cái ấn tướng, hoặc là phát sanh cái ánh sáng gì đó, họ không có ngạc nhiên. Họ không có ngạc nhiên. Tại vì sao? Tại vì tâm của chúng ta nó lúc đó nó định tĩnh, thì những cái chất này, những cái thí dụ như là chất lửa, chất lửa và sắc cảnh sắc, là tự nhiên là coi như là giống như là quý vị thấy rằng là như là trong cái đêm tối, trong đêm tối thì những cái này nó có cái màu nó rõ rệt hơn, thì nó sẽ phát ra thôi, nó sẽ phát sáng lên thôi. Đó, thì lúc đó tâm của mình định tĩnh là mình phát sanh cái ấn tướng, mà cái ấn tướng này là do những cái sắc này, những cái sắc này lúc này giống như là mình được lau chùi nó bóng vậy đó. Chúng tôi giải thích vậy thôi, chứ thật sự ra không phải là mình lau chùi được những cái sắc này. Có những người thì người ta cho rằng là cái đó là do cái tưởng của mình, do cái tưởng của mình nó phát sanh ra. Cái điều này thì chúng tôi coi kỹ lại rồi thì không phải như vậy. Do cái mình tu tập cái lúc này là coi như là cái tâm của mình là bây giờ là do cái tâm của mình nó thô tháo rồi, bây giờ thở nhiều khi mình còn không biết nữa, cái hơi thở mình còn không biết nữa quý vị. Thì lúc mà mình tập trung ở trên hơi thở đó, mình tập trung ở trên hơi thở mà cái tâm của mình cái lúc bấy giờ là nó theo sát với hơi thở, tâm mình nó càng ngày nó càng vi tế, nó càng ngày càng theo sát hơi thở, thì mình sẽ thấy được cái gì đó ở trong hơi thở nó phát lên, cái gì ở trong hơi thở nó phát lên. Thì cái điều đó là
không phải là do cái tưởng của mình, không phải là do cái tưởng của mình, nhưng mà do cái sự thanh tịnh tâm của mình lúc đó nó yên tịnh rồi thì tự nhiên là mình sẽ thấy. Cũng như bây giờ á, quý vị thấy rằng á, khi mà người ta tu tập, người ta qua cái giai đoạn mà giai đoạn mà người ta tu tập về thiền quán đó, thì tại sao người ta phân tích được ở trong hơi thở của người ta có chất đất, chất lửa, chất nước, chất gió đó, tại sao người ta phân tích được quý vị đó? Thì tại vì người ta lúc đó cái tâm của người ta yên lặng rồi, người ta phân tích được ở trong hơi thở. Khi mà hơi thở của mình á, mà mình thấy nó nặng, mình có những ngày đó, quý vị bây giờ quý vị ngồi, quý vị cái này quý vị tưởng nhớ lại được, quý vị tưởng nhớ lại được, có những thời gian quý vị cảm thấy cái hơi thở của mình nó nặng không? Cái hơi thở của mình nó nặng không quý vị? Là do cái chất đất nó tăng thịnh, không biết là do mình ăn uống hay là do mình sinh hoạt, do tâm của mình nó thay đổi cái gì đó, cái tâm của mình nó thay đổi hay sao đó, nhưng mà cái bữa đó mình thở ra mình thấy rất là nặng nề đó. Thì ở trong vi diệu pháp, những cái chú giải sư của vi diệu pháp mới phân tích ra là do cái lúc đó là cái chất đất nó nặng, nó tăng thịnh hơn những cái chất kia đó. Rồi có những bữa, những ngày đó quý vị nóng sốt đó, quý vị nóng sốt đó, thì quý vị thấy cái hơi thở của mình nó nóng đó. Như bây giờ đó, bình thường quý vị hít vô, quý vị thở ra, quý vị đâu có thấy cái hơi thở của mình nóng, quý vị không có thấy cái hơi thở của mình nó nóng, nó bình thường quý vị. Nhưng mà chúng ta nhớ lại những ngày trước, khi mà chúng ta bị cảm sốt gì đó, thì chúng ta thấy cái hơi thở mình nó rất là khó chịu, cái hơi thở của mình đó, nó sẽ rất là nó nóng, nó làm như là nó nghẹt nghẹt gì đó, nó khó chịu. Thì chúng tôi muốn nói ra cái điều này đến chi vị, để cho chúng ta biết rằng tại sao mà những cái lúc đó mình thấy được hơi thở, mà khi tu tập mình ở một liên tục, một cách liên tục, từ ngày này qua ngày khác, từ từng lễ này qua từng lễ khác, thì cái chuyện mà mình thấy cái gì ở trong hơi thở đó là cái chuyện bình thường. Cái chuyện bình thường, cái chuyện mà mình thấy cái sự mà phát sáng hoặc là cái ấn tướng gì đó ở trong cái hơi thở mình là bình thường. Tại sao mà lúc mà mình sốt mà mình cảm nhận được rằng là cái hơi thở mình nó nóng, cái hơi người mình nóng, hơi thở mình cũng nóng, tại sao những cái lúc đó là mình phát hiện được, mình biết được cái hơi thở mình là nó nóng? Còn tại sao mà mình tu tập, mình ngồi mình tu thiền hoài vậy mà nói mình là phát sanh cái ánh sáng đó mà lại là nói là do cái tưởng của mình? Thì cái điều này nó sai, cái điều này nó sai quý vị. Những cái bất thiện mình thấy được, thì những cái thiện pháp ở trong đó mình cũng thấy được, mình cũng thấy được. Nhưng mà tại vì chúng ta tu tập cũng chưa tới thôi. Thành ra quý vị biết rằng á, đối với những cái điều này đó, chúng ta là cái kinh nghiệm, rồi một lúc nào đó chúng ta tu tập, chúng ta sẽ biết. Hồi lúc trước đó, quý vị biết không, chúng tôi khi mà chúng tôi học thì học, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chuyện mà đắc được thiền định đồ này kia, đạo quả đồ này kia đó, chúng tôi nghĩ rằng là một cái chuyện nó xa vời quý vị, một cái chuyện nó rất là xa vời. Nhưng mà dần dần về sau này đó, khi mà mình tu tập đó, mình thấy rằng đó là có khả năng. Bởi vì sau này chúng tôi mới tin rằng là các vị trưởng lão, các vị thiền sư đó, các vị nói người nào mà tu tập như vậy là coi như là cận định an chỉ định đến với cái người đó trong một cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà với điều kiện là chúng ta là cái người mà phải có giới. Quý vị là cái người cư sĩ, quý vị rất là dễ tối đến quý vị tu tập. Thì trước khi quý vị tu tập, quý vị cứ phát nguyện và quy y nương tựa Tam Bảo, phát nguyện giữ ngũ giới đó. Rồi xong rồi cái đề mục như vậy, quý vị cứ nắm ngay chỗ đó mà quý vị tu, quý vị cứ nắm cái chỗ đó quý vị tu, coi như là
Alo. À, dạ không, không, à, vẫn vậy em. À. Rồi, dạ. Dạ. Rồi, xin lỗi vì nha, chúng tôi tiếp tục. Dạ. Đó thì chúng tôi nói với vị đó là đối với người cư sĩ mình cứ nắm ngay chỗ này mình tu, mình không sợ. Hồi lúc trước chúng tôi nghe các vị thiền sư nói rằng là mình tu tập vậy một tuần lễ, là nửa tháng, tháng, 3 tháng gì đó, à, nó sẽ có ấn chứng phát sanh. Thì à, chúng tôi không có tin quý vị. À, nói chung là lúc đó mình học thiệt, à, mình học vậy đó, mình không có tin. Mình nghĩ là cái chuyện đó nó rất là khó. Nhưng mà đến bây giờ đó, à, thì mình tu tập đó, thì mình mới biết, mình tin. Mình tin nhưng mà bây giờ đó là coi như là mình hiểu cái phương pháp tu tập. Rồi mình có cái niềm tin quý vị. Nhưng mà thật sự ra bây giờ quý vị biết nó thiếu cái gì không? Nó thiếu cái gì quý vị biết không? Thiếu cái sự tinh tấn, thiếu cái sự tinh tấn đó. Coi như là bây giờ đó, ở trong cái lúc này đó, là quý vị thấy rằng chúng ta biết được là cái lời dạy này đó, nó đến cái tuổi một người á, thì đến công việc nó nhiều, một người á, nó đến cái tuổi già, là một người đến cái tuổi già. Chúng tôi nhớ có những vị tu nữ, là có những vị tu nữ á, là coi như là người ta tu tập là cũng như là có danh tiếng lắm nha quý vị, là tu thiền này nè, tu thiền tứ niệm xứ này nè, có danh tiếng lắm đó. À, nhưng mà đến chừng cái lúc mà người ta hấp hối, nói chung là không phải là hấp hối, nhưng mà người ta biết rằng là cái mạng sống của người ta nó dần dần đi, là nó dần dần nó đi đến, cũng như là nó sắp sửa đến ngày ra đi nữa, thì người ta mới thỉnh là các cái vị sư là về để mà tụng kinh, để mà những cái cô tu nữ đó làm phước, là cúng dường đến chư tăng. Thì cái ngày hôm đó chúng tôi đi là có một cái vị sư đó mới hỏi cô là cô tu tập về cái đề mục hơi thở đó, cô tu từ hồi thời con gái tới giờ, thì bây giờ là mình sắp sửa ra đi rồi, thì mình sẽ chú tâm mình tu tập về cái đề mục của mình, cần gì phải có chư tăng tụng kinh. Thì quý vị biết cái cô đó, cổ chắp tay lên, cô nói: bạch sư, hồi thời trẻ là còn đủ sức để tu tập sư, bây giờ tám mấy tuổi rồi, bây giờ tám mấy tuổi rồi sư biết, bây giờ đưa hai cái tay lên chắp tay còn không nổi nữa, thành ra bây giờ nó phải có cái phước này cái phước kia nó hỗ trợ, à, phải có cái phước này với cái phước kia nó hỗ trợ đó. Thì chúng tôi muốn nói là cái câu này đó, cho chúng ta thấy đó, những người mà người ta tu tu thiền đó, là thật sự ra đó, không bao giờ người ta bác đi cái chuyện làm phước, không bao giờ người ta bác đi cái chuyện mà công quả. Có nghĩa là lúc mà người ta tu thiền thì người ta tu thiền, còn nếu mà tăng chúng mà cần thì người ta cũng là làm phước cúng dường, nếu mà tăng chúng mà cần người ta cũng quét dọn, là người ta cũng quét dọn, người ta cũng lau rửa, nói chung là người ta vẫn có cái sự chấp tác. Là quý vị thấy rằng á, những cái vị mà tu thiền á, mà chân chánh á, không bao giờ sỉ vả ai, hoặc là không bao giờ mà khoe mình, là không bao giờ khoe mình cái gì đó. Đến đây để chúng tôi nói tiếp cho quý vị nghe cái điểm này. Cái người mà tu tập thiền rồi đó, là mà có cái ấn chứng rồi đó, là có cái ấn chứng rồi đó, là có nghĩa là có cái niệm niêm tá đó, là có cái ấn chứng rồi đó, thì cái người đó quý vị biết sao không? Là ở trong kinh là giống như là cái người mà đang mang thai, là một vị chuyển luân luân vương, là một vị chuyển luân vương. Thì quý vị biết á, cái người phụ nữ á, mà mang thai, cái vị mà ở trong thai á, là chuyển luân vương á, thì cái người đó cũng có một cái phước nó đặc biệt. Cái phước đó là cái người phụ nữ đó, người ta ngó vô cái bào thai, người ta thấy được, là người ta thấy được cái thai nhi đang nằm ở trong thai, ở trong bụng của mình đó. Thành ra đó, cái người mà mang thai, cái vị chuyển luân vương á, cái vị đó đi đứng rất là cẩn thận, là chứ không phải giống như là
ở trong thời nay quý vị thấy rằng có những người phụ nữ người ta có thai, nhiều khi người ta bình thường thì người ta đi đứng nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà thử ai mà làm mình giận coi, mình giậm đùng 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 đùng, hoặc là mình đi nhanh, hoặc là nói chung là rồi mình ăn uống nó không có kiêm khen vân vân đó. Thì cái vị mà mang thai, vị chuyển linh vương thì không phải vậy, coi như là đi đứng nói năng cái gì nó cũng nói khẽ, và đi đứng nó cũng nhẹ nhàng vân vân. Tại vì cái vị này là coi như là có cái phước là thấy bằng mắt thịt của mình, thấy cái thai nhi đang nằm ở trong bụng của mình đó, thành ra đi đứng nói cái gì cũng giữ cái oai nghi tế hạnh. Thì cái vị mà tu tập đó, mà có thiền rồi đó, có thiền rồi đó, thì coi như là cái vị đó sẽ đi đứng gìn giữ rất là cẩn thận đó. Mà chúng ta để ý là những cái vị đó không bao giờ mà kêu chúng ta là đừng có công quả, đừng có lao tác, đừng có làm cái chuyện này làm cái chuyện kia đó. Quý vị thấy ở trong trường thiền người ta vẫn quét dọn lá cây, vẫn lao dọn dẹp chỗ của chư tăng mà ngồi độ ngọ, hoặc là ở trên thiền đường người ta cũng quét, người ta cũng lao dọn. Nhưng mà ở trong chánh niệm quý vị, ở trong chánh niệm, chứ không phải là vừa làm mà vừa với cái tâm sân hận, không phải vừa làm mà vừa với cái tâm mà lơ đễnh. Lơ đễnh là có nghĩa là sao quý vị? Có nhiều khi mình thấy mình quét chứ mình muốn ngó trước ngó, chứ ở đây mình quét cũng đâu có sao. Thì cái người đó, người ta tu tập mà người ta có thiền á, thì có thiền người ta ở trong cái hành động của người ta đó, thành ra đó. Nhưng mà cái điều này nó khác với cái người mà tạo dáng nha quý vị. Có nghĩa là có những người người ta không có, nhưng mà người ta tập, người ta làm như là mình cái dáng bộ mình có đó. Nhưng mà thật sự ra đó, đối với những người mà người ta tâm người ta có chánh niệm á, quý vị thấy người ta làm mình nói rằng họ chậm chạp thì không phải, nhưng mà do cái sự làm của người ta đó là coi như là nó cẩn thận. Nếu mình nói theo thế gian đó, mình nói là cẩn thận. Còn nếu mà mình nói theo cái đời sống tu tập đó, là coi như là có cái chánh niệm đó. Thì cái vị đó khi mà có được cái ấn chứng hoặc là cái niềm miết tá, cái ấn tướng đó nó phát sanh đó, thì lúc đó đó cái người đó người ta phải gìn giữ, người ta phải gìn giữ, người ta đi đứng như thế nào người ta cũng phải gìn giữ. Vậy thì lúc đó đó khi mà tu tập như vậy suốt tu tập như vậy suốt đó, là cái vị đó là coi như là sẽ trở thành cái vị mà chứng đắc được thiền, chứng đắc được thiền. Thì cái chỗ này á, là khi mà chứng đắc được thiền á quý vị, là cái người đó, là cái vị hành giả đó đó, lúc này là ở trong tâm của quý vị đó biết rõ mình có cái gì. Tâm của mình có chi tầm quý tắc cá, chi tứ quý cha rá, chi hỷ bi tí, chi lạc xu khá, và nhất tâm ê các cá ta đó. Cái vị đó biết sẽ biết được. Mà tại sao biết được quý vị? Tại sao biết được? Không phải là biết theo cái sự học của mình đâu đó. Có nghĩa là lúc đó quý vị thấy rằng cái ấn chứng, cái ấn tướng nó phát sanh lên đó. Thì cái dụ như là cái tướng hơi thở, và mà chúng tôi cũng nói thêm cái điều này là coi như là mỗi người mỗi khác nha quý vị. Cái ấn tướng của mình tu tập thiền á, thí dụ như chúng tôi mà có đắc thiền á, thì cái ấn tướng ngay chỗ đó đó nó cái hình khác. Quý vị mà có đắc thiền á, thì cái hình nó khác. Cái có nghĩa là khi mà chúng ta thấy chúng ta thấy cái ánh sáng đó, thí dụ như mình thấy một cái đốm nhỏ, hoặc là một cái đốm lớn, hoặc là nó cái hình dáng nó như thế này, cái hình dáng nó như thế kia, và cái màu nó cũng khác nữa như quý vị. Nó chung quy nó có 2-3 cái màu mà chúng tôi ở đây thì cái điều này mình không có nói ra, mình không có nói ra nhiều về cái này được đó. Nhưng mà
Khi mà có cái ấn tướng như vậy rồi đó, thì coi như là cái vị hành giả đó là có năm thiền chi xuất hiện: chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc và nhất tâm. Mà những cái chi thiền này á, là nó xuất hiện là như thế nào quý vị? Có nghĩa là lúc đó tại vì cái tâm của mình nó dán chặt vào cái nimitta, nó dán chặt vào cái ấn tướng của hơi thở, cái tướng của hơi thở của mình đó, là cái tâm của vị hành giả nó lúc đó nó dán chặt cái tâm, nó dán coi như là mình không có rời, chúng ta không có lơ đễnh với cái hơi thở, cái đề mục đó, cái ấn tướng đó, thành ra đó gọi là chi tầm, gọi là chi tầm quý vị. Rồi lúc đó đó cái tâm của mình đó, coi như là mình theo sát hơi thở, theo sát mình theo sát cái ấn tướng đó, cái tướng đó, cái nimitta đó đó, mình theo sát luôn, thành ra lúc đó đó gọi là chi tứ, gọi là chi tứ, chứ không phải là lúc đó là mình nghĩ rằng là coi như là thì đối với cái năng lực của chi tầm á, là nó diệt trừ hôn trầm thị miên, hoặc là chi tứ nó diệt trừ cái hoài nghi, thì đúng là cái công năng của nó như vậy. Nhưng mà lúc bấy giờ á, cái vị hành giả đó, mà người ta có thiền rồi đó, thì tâm của người ta, tâm của cái vị hành giả đó là coi như là dán chặt vào cái nimitta, cái ấn tướng đó, thành ra gọi là chi tầm, gọi là chi tầm. Rồi cái tâm của vị hành giả đó, đó là coi như là gì, duy trì liên tục ở cái nimitta đó, cái ấn tướng đó, thành ra lúc đó gọi là chi tứ, gọi là chi tứ. Rồi cái vị hành giả đó, đó là do biết được mình dán chặt vào cái ấn tướng đó như vậy, mình duy trì liên tục trên cái ấn tướng đó như vậy, thành ra lúc đó cái sự thích thú nó phát sinh. Ở đây đó chúng tôi nói cho quý vị nghe, thật sự ra đó quý vị tu tập về cái đề mục hơi thở đó, mà quý vị theo dõi đề mục hơi thở được, mình không bị chi phối, không có bị phóng tâm, chỉ trong vòng chừng 2-3 phút thôi là quý vị cũng có một cái niềm vui rồi, chứ đừng nói mà có cái nimitta, có cái ấn tướng này. Thành ra đó cái tâm của cái vị đó biết rằng là tâm của mình bây giờ là coi như là mình đã dán chặt, đã duy trì ở trên cái ấn tướng đó, thành ra cái sự thích thú nó phát sanh thôi, cái sự hoan hỷ nó phát sanh thôi, thành ra cái đó gọi là chi hỷ, gọi là cái chi hỷ đó. Rồi khi mà chúng ta có như vậy rồi, chúng ta có những cái trạng thái như vậy rồi đó, thì coi như là cảm giác dễ chịu nó sẽ phát sanh thôi, nó không phải như hồi lúc mà chúng ta mới tu tập mà chúng ta bị sốc tới sốc lui, hơi thở nó bị tức ngực, nó bị nghẽn, bị gì đó, nó không phải như hồi lúc trước nữa, mà bây giờ coi như là nó phát sanh cái ấn tướng luôn đó, thành ra lúc đó đó chúng ta có cái sự an lạc, chúng ta có một cái cảm giác dễ chịu, và chúng ta có một cái kinh nghiệm ở trong cái ấn tướng đó nữa, thành ra cái đó gọi là lạc của thiền, cái đó gọi là chi lạc của thiền, một cái cảm giác mình dễ chịu, cái cảm giác mình có đầy kinh nghiệm, đầy kinh nghiệm ở trong đó đó. Rồi lúc đó đó tâm của mình đó, tâm của cái vị hành giả đó coi như là không có buông cái ấn tướng đó, có nghĩa là hợp nhất với cái ấn tướng đó luôn, là thành ra gọi là chi định, có nghĩa là mình định tâm ở mình định, có nghĩa là cái tâm của chúng ta định được ở trong cái ấn tướng đó luôn, thành ra cái đó gọi là năm cái chi thiền, là của cái vị mà khi mà xuất hiện năm chi thiền này là coi như là sơ thiền. Mà hãy mà ở trong các vị trưởng lão, các vị nói rằng là hãy mà chúng ta mà tu tập mà chúng ta chứng đắc được sơ thiền đó, thì coi như là nhị thiền nó sẽ đến, tam thiền nó sẽ đến, tứ thiền nó sẽ đến, ngũ thiền nó sẽ đến, rồi từ từ chúng ta sẽ thuần thục ở trong các cái chi thiền này đó. Vậy thì
đó là cái người, cái vị hành giả mà tu tập cái đề ngục hơi thở, là coi như là từ đầu cho đến bây giờ là chúng tôi trình bày đến vị như vậy đó, là cái người mà tu tập người ta đắc được những cái tầng thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Đó, cái cách tu tập thực hành như vậy thì quý vị hoan hỷ, quý vị nghe chúng tôi chia sẻ, trình bày đến quý vị. Thì rồi khi nào quý vị muốn tu tập thì chúng ta cứ quyết lòng, quyết tâm là chúng ta tu tập. Cũng như lúc nãy chúng tôi nói, hồi trước thì lúc mà chúng tôi đi học á, thì chúng tôi không có nghĩ rằng là, không có tin rằng là cái mà tu tập mà một tuần lễ, một tháng này kia mà có được cái ấn chứng như vậy. Nhưng mà sau một cái thời gian khi mà mình tu tập đó, thì bây giờ mình mới có niềm tin. Có niềm tin là có nghĩa là mình thấy rằng là mình chỉ thiếu cái tinh tấn thôi. Quý vị cũng thiếu cái tinh tấn thôi. Chúng tôi quý vị tu tập một hồi 30 phút, 45 phút, 1 tiếng đồng hồ là bắt đầu là coi như là nằm thẳng ra ngủ. Do mình cái sự tinh tấn mình không có. Rồi ngày mai á, chúng tôi cũng mất công việc này, chúng tôi phải bận công việc này, bận công việc kia. Rồi quý vị cũng vậy, ngày mai quý vị cũng phải lo con, lo cháu ngoại, cháu nội. Rồi quý vị phải lo kinh tế, lo kiếm tiền. Thành ra chúng ta không đủ cái thời gian chúng ta tu tập. Thành ra chúng ta không phát sanh được, chúng ta không có đắc được. Đó, chứ nếu mà chúng ta đó, mà đủ cái thời gian và có cái sự quyết tâm, có cái sự tinh tấn, thì đi theo cái phương pháp này, chúng tôi bảo đảm cái chuyện mà là coi như là cận định, an chỉ định rồi này kia là nó sẽ xảy ra đến với chúng ta, sẽ diễn ra. Đó, bây giờ thì cái bài học ngày hôm nay mình ngưng lại ngay chỗ năm cái chi thiền này. Thì như hồi bữa chúng tôi nói thì cái điều này chúng tôi thấy mình học được cái điều này nó hay, thành ra chúng tôi chia sẻ cho quý vị từ từ. Từ từ chúng ta cũng không có cần phải học gấp để mà tốt nghiệp ra trường gì hết. Thành ra chúng ta cứ học từ từ như vậy, một ngày một chút. Thành ra chúng tôi cũng theo cái cách đó mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, một ngày một chút như vậy. Rồi khi nào mà hết bài thôi, chứ mình không có đi gấp, mình không có đi gấp hơn quý vị. Vậy thì quý vị tất cả đều hoan hỷ với cái phước này. Với cái phước này thì chúng con xin thành kính dâng đến chư Tôn Đức Tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong những ngày quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Tama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, người mười muôn triệu thế giới xa bà, chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên chư đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương càng các bà nó quỷ Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phúc mặt phúc bài, chư thiên chư kim dương. Mong các ngài các vị hưởng được cái phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được là sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, chúng con kính thỉnh thường tọ minh hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đính sư. Avato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddha nava vena sada sati bhavantu te. Avato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma nava vena sada sati bhavantu te. Avato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa sangha nava vena sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân
thường tọa minh hạnh đại đức pháp tính, đại đức pháp trang cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hội hợp về, sẽ dùng pháp thí tiền bệ cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hà trung hà hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chung sanh bốn loài thông thường, nón thai thấp quá khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân qua trong pháp Phật rồi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật đã quân tập và cũng nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào cũng học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mít.